Nhắc đến dược phẩm tâm bình, người ta không chỉ nhớ đến các sản phẩm như viên khớp tâm bình, đại tràng tâm bình, viên gút tâm bình, mà tâm bình còn đọng lại trong tâm trí người dân khắp cả nước, những hình ảnh tốt đẹp trong các chuyến từ thiện mà công ty đã làm. Đã thành truyền thống, hàng năm, Dược phẩm Tâm Bình cùng với Hội Chữ Thập Đỏ các tỉnh tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con trên mọi miền đất nước, từ Hà Nội vào Thanh Hóa, Hà Tĩnh hay về Hưng Yên, Thái Bình, đến cả những vùng sâu, vùng xa như Phong Thổ, Lai Châu hay Mù Căng Chải, Yên Bái. Đoàn thiện nguyện Tâm Bình không quản ngại đường xá xa xôi đến với người dân, nhất là người nghèo, người cao tuổi không có điều kiện được khám chữa bệnh và tiếp cận với các dịch vụ y tế. Trong những chuyến đi từ thiện, Dược phẩm Tâm Bình không chỉ mang theo những sản phẩm hữu ích giúp cho sức khỏe người dân, mà còn mang theo cả cái tâm và cái tình của người thầy thuốc dành cho họ. Hưởng ứng Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, mới đây Dược phẩm Tâm Bình đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 300 người dân nghèo vùng lũ tại ba xã Trung Sơn, Thành Sơn và Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ tận tay chuẩn bị từng món quà, từng hộp thuốc, Dược sĩ Tổng Giám đốc Lê Thị Bình còn trực tiếp khám bệnh cho người dân, ân cần hỏi thăm, chia sẻ, động viên, giúp họ vơi đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống. Mà nhận được quà này, nhận được thuốc này, trong lòng của bà quá phấn khởi mà quá rất xúc động, cảm ơn công ty. Bên cạnh những hoạt động khám chữa bệnh với quy mô lớn ở nhiều địa phương, Dược sĩ Bình còn trực tiếp đến tận nhà khám chữa bệnh miễn phí cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, phải nằm liệt một chỗ. Điển hình như trường hợp của anh Thông, anh Thành ở Phú Thọ, chị Tuyên ở Tuyên Quang, anh Duyền, anh Hảo ở Thái Bình. Không những thế, sau khi khỏi bệnh, Tổng Giám đốc Lê Thị Bình còn giúp họ tạo dựng công ăn việc làm và ổn định cuộc sống như anh Trước ở Bắc Ninh. Đến thời điểm hiện tại, anh Trước đã có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Còn nhiều hơn nữa, những tấm lòng tình cảm mà công ty Dược phẩm Tâm Bình đã, đang và mong muốn mang đến cho người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Sau mỗi chuyến đi, nhìn những nụ cười hạnh phúc hay những cái ôm thật chặt của người dân như tiếp thêm sức mạnh cho mỗi cán bộ công nhân viên Tâm Bình trong những chuyến từ thiện tiếp theo. Để rồi tấm lòng ý đức đó luôn sáng mãi, trở thành truyền thống tốt đẹp, giàu tính nhân văn của Dược phẩm Tâm Bình.